Hồng Vân, Quốc Thuận. Xin chào mừng các bạn đang đến với chương trình Vợ Chồng Son. Và bây giờ xin mời cặp đôi đầu tiên. Trời ơi, nhìn phá cháy nha. Xin chào hai em. Dạ, xin mến chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Chào hai em. Dạ, hai em ngồi đi. Dạ, vợ yêu. Cô dâu có vẻ cứng rắn quá ha. Cô dâu người Ấn Độ hay gì em mà sao mà bịch quá vậy? Dạ không, thật ra là vợ em thì có một cái tính cách nó rất là nhu mì. Kể cả cô ấy chưa cần phải nói lên câu gì, người ta cũng sẽ thấy cô ấy rất là dễ thương. Hai bạn giới thiệu về mình trước đi nè. Tôi tên là Tuấn Dũng, hiện đang làm nhân viên văn phòng, 27 tuổi. À, con vợ. Dạ, chào anh chị. Dạ, em tên là Bình An. Dạ, năm nay em 37 tuổi. Dạ. Wow. Dạ. Khoan, mình quay lại, mình review lại xíu được không? Dạ. Anh chồng nói lại cái số tuổi nè. 27 tuổi. 27 tuổi. Dạ. À, thật là rất là ấn tượng với chuyện tình yêu của hai bạn luôn. Dạ, nói gì đâu mà ấn tượng. Dạ, nói gì đâu mà ấn tượng. Tại vì cái số tuổi nói lên là thấy ấn tượng rồi. Đến nỗi mà Quốc Thuận còn phải hỏi lại một lần nữa, đúng không? Thì đó, đúng chính xác. Tại vì mình thấy là cặp vợ chồng này có một cái gì đó nó liên kết với nhau, không cần phải là tuổi tác hay cái gì hết, cảm thấy là nhìn vô là thấy là yêu nhau. Dạ, rất yêu là nhiều. Để hai bạn chia sẻ coi cái lần đầu tiên gặp như thế nào. Giờ em nói đi. Tụi em gặp nhau ở trong quán bar. Đi nhậu hả? Dạ không, tại em đi sinh nhật bạn em. Mà lúc đó anh đẹp trai lắm anh chị. Trời ơi, chồng em đẹp chứ lắm. À, hồi dạ. Đó thì em không biết sao nữa, tự nhiên anh qua anh tặng em cái bông hồng. Dạ, tự nhiên anh xin số điện thoại em. Mà lúc đó chị có nghĩ là anh chàng này nhỏ tuổi hơn mình không? Dạ có, em nhìn em cũng thấy là nhỏ tuổi hơn, nhưng mà anh qua thì anh không có kêu em bằng chị, mà anh chỉ kêu em là bạn thôi. Tối đó em về em cũng suy nghĩ hoài à. Xong rồi cái tự nhiên đâu khoảng 3 ngày sau cái anh chủ động anh nhắn tin em. Wow. Lúc đó ấn tượng như thế nào mà anh Dũng đã quyết định nhắn tin cho chị Bình An? Cái ánh đèn của cái quán đó rồi, là người thực là anh chăng lừa dối, cái là tô điểm lên cái sắc đẹp của vợ của mình. Nó khiến mình rạo rực. Trước đó thì anh có bao giờ có tình cảm với người lớn tuổi chưa? Thì thật ra là Dũng á, khi mà gặp lần đầu tiên gặp Bình An ở trong quán bar đó, thì cái ấn tượng đầu tiên là cô ấy còn rất là trẻ và rất là đẹp. Khi mà hẹn hò chính thức gặp ở ngoài á thì sao? Vẫn đẹp chứ. Vẫn đẹp hả? Sau bao nhiêu năm vẫn không thể nào quên cái hình ảnh đầu tiên. Rồi tới lúc nào là bạn biết là bạn An lớn tuổi hơn mình mà những 10 tuổi? Khi mà hẹn hò được một năm rồi á thì... Một năm mới biết hả? Chẳng lẽ một năm bạn không có bao giờ... Là 1-2 tuổi thôi. Cầm chứng minh nhân dân của bạn gái mình. Trời đất ơi, đâu có lý do gì để cầm chứng minh nhân dân. Đi check-in khách sạn, không là không máy bay. Không phải đi check-in máy bay. Máy bay. Thật ra thì chúng tôi là quá đó, nhiều. Mình đang làm trưởng phòng cho một công ty thì cũng đi công tác liên tục, nên là cũng không có cái thời gian nhiều để mà hai đứa gặp. Một nhau. Năm mấy bạn gặp nhau mấy lần? Thì cũng gặp nhưng mà chỉ như là không có đi chơi xa được. Không có thời gian đi chơi xa. Chứ lúc mà bạn nói cái số tuổi thiệt ra như vậy thì thái độ của anh Dũng như thế nào? Thì thật ra khi mà mới nghe cái số tuổi thì mình chơi cũng, với không? Cũng gọi là nó hơi giật mình. Gác tay lên trán để mình ngồi suy nghĩ. Thật ra là bây giờ cái chuyện mà tuổi tác quan trọng hơn hay là vấn đề cảm xúc tình yêu của mình quan trọng hơn? Sau khi ngồi đắn đo suy nghĩ thì mình mới cảm nhận được, à, trái tim mình mách bảo là tuổi tác nó không còn là quan trọng nữa. Tình yêu mình dành cho cô ấy nó hơn cả những gì mình có. Đó là lý do tại sao mình chấp nhận. Không lâu vậy. Anh nói như vậy á là anh chỉ nói lúc mà trước khi đám cưới thôi. Bây giờ mới không có giống như vậy nữa. Sao? Không phải em, tức là thật ra tới bây giờ anh vẫn như vậy đối với em mà em nói sao vậy? Chị Vân, chị nghĩ đi. Em lớn hơn ảnh tới 10 tuổi để mà lấy nhau á cũng là khó khăn. Mà ảnh thì đẹp trai nữa. Rồi em mới nói là tính tới kế hoạch sinh con đi. Ảnh cứ nói từ từ. Mà em thì lớn tuổi rồi mà từ từ sao được. Ảnh nói để ảnh ổn định kinh tế. Bây giờ chừng nào mới ổn định? Không, cái đó phải lẹ. Tại trứng nó rụng chứ không gì hết. Mà ảnh cứ từ từ hoài. Chưa hết đâu, dạo gần đây á em thấy ảnh cái lúc nào cũng ôm cái khư điện thoại trong tay vậy đó. Công việc mà. Em không bao giờ, em hứa luôn, em không bao giờ mà lục điện thoại hay lục ví gì chồng em hết. Tôn trọng. Nhưng mà em tức lắm, ví dụ như cái điện thoại cứ để đó, còn khi mà mình cứ ôm trong người có nghĩa là ảnh có cái gì đó, ảnh mới là ôm như vậy. Xong em hỏi ảnh, em nói là bây giờ anh để cái điện thoại ra bàn không được, sao để nó dưỡng được, sao mà anh cứ ôm. Thì ảnh nói là anh có ôm gì đâu, tại anh chơi điện tử, anh chơi game, anh làm gì đó.
Nhưng mà em không có thích như vậy. Vợ mình quá tò mò, lúc nào cũng nghĩ là ghen mình làm cái chuyện gì đó mờ ám. Nhưng thật ra có gì đâu. Thì nếu anh không có làm gì thì anh cứ để. Nếu như một người đàn ông người ta đàng hoàng, người ta sẽ có một cái hoài bão, một cái chứ gọi là một bất ngờ. Bây giờ cái chuyện chưa tới đâu mà cứ rồi anh bất ngờ gì, anh làm ăn, anh kinh doanh, anh làm gì trên điện thoại? Chắc ông tặng điện thoại hay sao, ông giống như cái điện thoại. Ủa bộ buôn bán gì bậy hay sao không cho biết. Không phải, không phải. Có một cái chuyện cái điện thoại thôi à. Cái điện thoại mà đó. Không thể nào mà cơm lành canh ngọt được hết. Không phải. Mà em sợ nhất là gì? Vợ chồng mới lấy nhau có 6-7 tháng à, mà nằm ngủ trên giường mà người ta nói là đồng sàng dị mộng đó, coi như là hai người nằm nhưng mà không có cùng chung một cái suy nghĩ. Thôi em đừng có nói là đồng sàng dị mộng, nói thiệt cứ leo lên giường một cái là em ngáy mà ngáy muốn banh cái lỗ tai người ta. Đâu có ngủ được đâu, thành ra phải lấy cái điện thoại ra chơi thức cho tới sáng rồi sáng hôm sau đi làm. Cái đó là cái nỗi khổ đó, tới bây giờ đâu có nói được. Mà bây giờ tức quá mà thì nói luôn, thành ra vợ mình có cái tật xấu thiệt, ngáy dữ lắm. Mà ngáy mà không có cho ai ngủ được hết. Mà tới khi bây giờ nghĩ đi, thức 1-2 ngày nó mệt quá, đi về tới nhà chỉ muốn ngã lưng ra ngủ. Thì vừa ngã lưng ra ngủ thì cổ ngáy, thì lại thức tới ngày thứ 3. Tới ngày thứ 3 cái xong mà mệt quá, cái đi làm về ngủ, cái cổ hỏi dựng đầu vậy, anh đi chơi với con nào mà sao cái chuyện mà vợ chồng anh không có được thoải mái với em, bây giờ anh về là anh ngủ, anh về là anh ngủ, anh không đụng chạm gì tới em. Nó tức, bây giờ phải giải trình. Nó mình mệt quá mà. Ngủ chi ngáy không? Ngủ. Bây giờ chị Bình An có muốn nói gì để cho chồng mình sửa đổi cho tốt đẹp hơn không? Ra chồng em lên đây mà chồng em nói vậy thì em cũng không biết nói gì hết á. Tại vì thì lúc em ngủ thì em đâu có biết. Đúng rồi. Ta ngủ sao con biết ông ngủ hay tức đâu. Hồi đó trước khi cưới em cũng nói với chồng em rồi, là suy nghĩ cho kỹ đi rồi cưới. Em thì em không có cần chồng giàu có gì hết trơn á. Mà miễn là sống là phải yêu thương nhau. Với lại là em muốn chồng em á, là tại vì chồng em trẻ hơn em mà chồng em đẹp nữa, thì chắc là đi làm chắc cũng có nhiều cô bè bẩn xung quanh. Thì nếu như mà em chỉ muốn chồng em chứng minh, nếu mà chồng em thật sự yêu thương em á, thì mọi cái phải nói cho em biết, đừng có cái gì giấu giếm. Với lại là phải sanh con sớm để mà mình còn lo cho con. Em chỉ muốn chồng em là quan tâm đến em nhiều hơn thôi. Anh Dũng nghe vợ trải hết lòng mình ra như vậy thì bây giờ anh phải bình tâm lại, anh thấy mình có thể sửa đổi được cái gì? Thực ra là anh cũng muốn nói với vợ một câu cuối cùng, mà ngay cả trước mặt tất cả mọi người ở đây, anh cũng không bao giờ có một cái suy nghĩ sai. Anh chỉ muốn có những cái điều gì đó nó thật sự bất ngờ để dành cho em, mang được cái sự hạnh phúc cho em. Và anh có chuẩn bị để con cái mình trong tương lai để ra nó sẽ không thiệt thòi. Và anh sẽ có tất cả những gì dành cho em gọi là tuyệt vời nhất từ đôi bàn tay trắng của anh. Và điều quan trọng nhất anh muốn chốt ở đây, anh yêu vợ suốt cả cuộc đời. Rồi, tôi hy vọng là hai bạn có thể sẽ giải quyết được những cái chuyện dù lớn dù nhỏ với nhau, ngồi xuống nói chuyện nhiều hơn. Đúng rồi, mau đẻ. Hy vọng mà năm sau anh chị sẽ có thể báo tin vui là có em bé ha. Cảm ơn. Cảm ơn chương trình. Đi bên đây nè dạ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Nhìn mặt căng thẳng nè. Sao vậy, vợ chồng son mà sao khoan, vậy? Ở đây là vợ chồng son chứ không phải là tòa xuống. Án mà tiện giận quá đi vậy. Anh ngồi xuống. Mọi người nghĩ chuyện của cặp đôi kia là thật sao? Dạ dối. Tại sao hai bạn lại nói vậy? Ngồi xuống đi tôi kể cho nghe. Mọi người cười cái gì? Sao mặt căng như bộ đồ lòng của chị? Mọi người cười lại sao? Sao mà bạn vô câu chuyện của bạn đi. Đây, để tôi kể cho nghe. Đầu tiên phải giới thiệu đã, anh lúc nào cũng vậy hết á. Em phải nói với nhà lúc nào. Bây giờ cho chị giới thiệu tên trước đi. Chị giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em là Nguyễn Thị Kim Thanh. Wow, hiền dịu quá. Dạ, em năm nay 30 tuổi. Em làm nghề kiểm soát không lưu. Dạ. Nghề đó khó không em? Dạ, nghề đó khó, rất là áp lực. Nói tiếng Anh tốt. Phát âm phải lưu loát, không được phát đúng không? Đúng rồi. Wow. Cảm ơn cháu anh coi. Cảm ơn em. Rồi bây giờ anh chồng đi, anh chồng tên gì? Mình tên là Xuân Hiếu. Mình làm nhân viên bán hàng. Bán gì bạn? Chuyên bán sữa ông chúa. Anh ấy cầm. Thuận à, bán sữa ông chúa thôi mà có gì cười vậy? Nhiều người bán sữa ông chúa lắm nè.
Nhìn như giáo sư vậy đi. Chuyện bực mình ở chỗ tại sao ảnh bán đó mà ảnh không lấy tên của anh Xuân Hiếu mà ảnh lấy tên là sữa ông chúa mật ong Cát Tường. Em rất là bực mình cái chuyện đó. Tại sao hồi nãy tôi mới bước vô tôi nói câu chuyện của bên kia là không có thật. Mọi người nghĩ là họ gặp nhau, họ yêu nhau từ đầu sao? Không hề đâu. Cặp đôi bên đó với cặp đôi bên đây ngày xưa là bốn người bạn thân với nhau. Bạn biết không? Anh chàng kia ảnh làm văn phòng bây giờ là bởi vì sao? Là bởi vì ngày xưa ảnh làm bác sĩ. Và ảnh chính là người yêu cũ của tôi. Yêu cũ của tôi. Khoan khoan xí. Vợ chồng son mà tôi tưởng vạch mặt không hả? Là sao vậy? Quay từ từ. Anh ngồi xuống máy. Rồi. Anh ngồi xuống. Đừng có đợi. Đừng có đẩy. Anh câu chuyện này là dẫn đến câu chuyện hai người yêu nhau đúng không? Mọi người yên lặng hãy lấy anh nói. Rồi rồi. Và cái cô Cát Tường hồi nãy chính là người yêu cũ của anh này. À, nickname của cổ là Bình An. Cổ đổi tên đó. Sao cái chuyện mà giật chồng người khác là cổ đổi tên? Cho nên tại sao mà khi đã đám cưới với nhau, bốn người bạn thân với nhau, tìm hiểu lung tung hết rồi cưới nhau và anh vẫn tư tưởng về cô ấy? Người ta ngày xưa là như thế này. Ngày xưa lỗi là ở tụi tôi. Tụi tôi nghèo mà. Tụi tôi không có học giỏi nữa. Còn bên kia là bác sĩ, đi tu nghiệp ở phương xa. Xong rồi bây giờ là ở đâu vậy? Xa lắm, đừng hỏi. Ảnh tu nghiệp ở tận Iraq. Iraq là 365 mà. Nghe nói là không lưu hả? Tiếng Anh giỏi á. Rồi, rồi sao nữa? Ra thì người đó là người yêu cũ của em. Thì tụi em quen nhau được 5 thì ảnh phải bỏ đi du học. Ảnh mới dặn Bảo. Ảnh mới dặn Xuân Hiếu là ở nhà chăm sóc cho em. Thế là hai bạn tới với nhau luôn. Lỗi tại bản thân, lỗi tại định mệnh. Thế là tại vì hai bạn chứ sao lại đổ thừa cặp đôi kia? À không phải đâu. Bởi vì ngày xưa Bình An á, tự nhiên không biết một ngày đẹp trời, vô tình cái Bình An tự nhiên nói với Bảo rằng: ủa nay ông tên Hiếu mà. À, Hiếu. Tại vì tôi thần tượng anh MC Quang Bảo quá, hiểu không? Rồi. Tới đâu rồi? Tới nói tên. À, thì ngày xưa Bình An có nói với Hiếu á là: anh ơi, thôi để em làm một chuyến qua Iraq. Để thứ nhất là em buông sữa ông chúa bên đó. Ai qua? Bình An qua. Rồi ai về thăm xong rồi không về luôn. Làm người ở lại có bao giờ vui khi tình nhân không còn đứng trong đôi. Thật ra đó, chị Bình An biết rõ là em và anh Dũng quen nhau nhưng mà vẫn đem sữa ông chúa qua bển anh. Nói là thôi tôi bị lọc não, tôi không hiểu là rốt cuộc ai ở bển, là ai ở bển, là ai ở đây. Tôi thấy là bây giờ cái cặp đôi kia coi như là bên này là vạch trần, cặp đôi kia là giả dối. Nhưng mà các bạn tới với nhau như thế nào? Ừ, phải yêu nhau mới hết kết hôn chứ. Chúng tôi là những người bị phản bội. Bên kia lấy nhau, bên này tức lấy luôn. Chúng tôi muốn chứng tỏ cho họ thấy được rằng là người ở lại vẫn hạnh phúc. Vẫn hạnh phúc. Vậy có hạnh phúc không? Có hạnh phúc mà đâu có ngồi đây. Thực ra người ta đến với nhau rất là nhiều có hoàn cảnh. Và hoàn cảnh của tôi và chồng tôi là như vậy. Tụi tôi đồng điệu và tụi tôi buồn. Tụi tôi đi nhậu. Tụi tôi say xỉn. Sau một đêm giông gió bão mù. Nhưng mà anh ấy là một người rất trách nhiệm. Và chúng tôi sau đêm đó thì đã phát sáng. Phát sáng gì bà nội? Hai con người cái gì? Bà nghe phát sáng mà. Hai con người phát sáng. Tôi hỏi hai nghệ sĩ. Hai nghệ sĩ bây giờ biết tại sao tôi mới ngồi đây chưa? À, vấn đề của bạn là ngày nào tôi cũng phải nghe những câu chuyện như thế này hết. Chịu không nổi. Bạn đã phát sáng được nhau rồi thì bây giờ tới với hôn nhân thì các bạn thấy mình có những cái vấn đề gì? Thật ra là tụi tôi rất là hạnh phúc với nhau cho đến một ngày mà tôi chia sẻ về người yêu cũ cái clip mà hit 80 triệu view đó. Cho nên là cô ấy ghen. Nghĩ sao mà không ghen được? Mọi người nghĩ đi, bán mật ong mà cũng tên người ta. Cùng lên YouTube hả? Anh lên YouTube anh nói cái gì hết trơn? Anh nói nhưng mà anh không có gặp. Còn ai như em suốt ngày chụp hình với bác sĩ là như thế nào? Em không quên được cái thói quen đó đúng không? Ủa? Ở với bán sale đồ mà sao lại chụp hình với bác sĩ? Lâu lâu vẫn gặp nhậu. Mà bác sĩ liên quan gì tới cặp vợ chồng này? Nói chung vấn đề của chúng tôi là gì? Mặc dù tôi ở bên cạnh nhau rồi nhưng mà vẫn cứ hay nhớ về người yêu cũ, tương tư người yêu cũ. Nhưng mà thật lòng là bây giờ anh Xuân Hiếu là có còn tương nhớ gì tới chị Bình An không? Không,
không còn nữa. Anh chính là hiện tại và tương lai của em. Đúng rồi, bác sĩ là bác sĩ. Cho nên bác sĩ thì đi chích chóc về bác sĩ, em không quan tâm. Em quan tâm anh thôi. Sao nói còn... cái cơ mặt nói mặt cơ mặt. Về cơ hội này, tôi muốn nói với tất cả toàn thể mọi người, nhất là cái cặp bác sĩ và cái cặp bán mật ong kia, là tôi trong lòng chỉ còn một người chồng duy nhất của tôi. Và muốn cho anh ấy tin hoàn toàn ở tình cảm của tôi là tôi chỉ có một mình anh ấy thôi. Hay, hay quá, nãy giờ tưởng sắp ly dị không á. Em ơi, đến lúc mà gặp em anh mới biết giới hạn của ngôn ngữ là ở đây. Anh biết rằng là ngoài kia có nhiều người còn hơn anh lắm, ngoài kia còn nhiều bác sĩ giỏi hơn anh lắm. Nhưng mà em hãy uống sữa ông chúa suốt đời em nha. Công bố đi, công bố số lượng like là đội bên mình, còn lớp là đội bên kia. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tổng kết là lượt like như Khánh thấy là được 656 lượt like. Và team là 454. Yeah, nghe đồn là ta... một cái team bằng 3 lượt like phải không? Đội Kevin Khánh hát. Yeah! Tự đọc, tự điên phố luôn. Mọi người sống thật tâm với mình nha. Đầu tiên là đội Kevin Khánh. Đội chiên máy sưởng chúa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Xin cảm ơn. Và tiếp theo là đội của Quán Bảo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ôi, đủ thắng rồi. Vậy là ngay tại trường quay thì các khán giả đã bầu chọn cho team của Quang Bảo. Vậy chính ra tụi mình về điểm. Như vậy có nghĩa là sau tất cả các vòng thi, đội chiến thắng của biệt đội 6 ngày hôm nay chính là đội của chúng tôi. Với tỷ số là 11-8.